được nghe sư giảng nhiều rồi. Chỉ có loài ngạ quỷ bê tá mới nhận được phước hồi hướng từ thân chủ thực hành thiện pháp. Một số nơi hình thức cúng lễ đám giỗ rất được coi trọng. Vậy các gia đình cúng lễ đám giỗ chủ yếu cúng thức ăn áo giấy, thì các loài ngạ quỷ và cả ngạ quỷ bê tá có hưởng được không? Hình thức hồi hướng qua thức ăn và đồ vàng mã có tác dụng gì không? Hay chỉ lãng phí thời gian và tài vật? Vì con từng nghe ý kiến rằng các thức ăn và vàng mã chỉ giúp ngạ quỷ đỡ khổ trong lúc được hồi hướng, xong lại quay về cảnh khổ như cũ. Nếu như mà mình nói là cái hàng ngạ quỷ ha, thì cái chuyện là mình cúng đồ ăn không giúp được gì. Bằng chứng là có một nhóm 500 vị tỷ kheo. Các vị này khi mà ra bờ sông thì có một cái con ngạ ô xin lỗi khi mà cái con ngạ quỷ này ra bờ, 500 vị tỷ kheo ra bờ sông thì thấy một cái con ngạ quỷ, và nó thư là nó đang rất là khát, cho nên là mà các vị tỷ kheo thì nói là tại sao mà có nước đó thì uống đi, nó nói dạ con uống không được. Thì 500 vị tỷ kheo nói là bây giờ thôi, bây giờ nằm nó đi rồi chư tăng là múc nước đổ vô cho. Nhưng mà chư tăng lấy cái bát á, mà múc nước xong rồi đổ vào trong miệng con ngạ quỷ, con ngạ quỷ cũng không có uống được. Xin nói là nước nha, chứ đừng nói là đồ ăn, ngay cả nước con ngạ quỷ cũng không có uống được, bởi vì cái cổ nó quá nhỏ cho nên là nó không uống được và nó rất là đau khổ. Chính bởi vì như vậy đó, nếu như mà mình nói là các hàng ngạ quỷ thì chỉ có cái chuyện mình làm phước hồi hướng thôi, chứ còn mấy cái đồ ăn thì sư xin thưa là họ không có ăn được. Nhưng mà một số cái hàng phi nhân như là dạ xoa thì có, họ có ăn đồ ăn thì cái đó là có. Nhưng mà sư e là thời nay cũng hiếm lắm, tại vì cái dễ thấy nhất là như vậy, là một á, là đồ ăn mình họ ăn ấy, ha, họ hoặc là họ chạm vào ấy, thì đồ ăn nó sẽ rất là mau hư thối. Cái thứ hai là nó phải mất đi, thì đó mới là cái chứng thực cho cái việc là đã được những cái hàng phi nhân ví dụ như là dạ xoa họ dùng qua, chứ còn nếu không thì nó cũng chẳng có hiệu quả gì. Nhưng mà lại thêm một vấn đề này nữa là như thế này nè, là nếu như mà quý vị nói là thôi bây giờ tôi cúng thực phẩm cho dạ xoa đi thì nó như vậy, tại sao mà thời nay mình cúng thực phẩm đồ ăn nó còn nguyên? Tại vì á, cái chỗ mình cúng á, nó bất tịnh, thành ra là dạ xoa nghe cái dạ xoa xin thưa dạ xoa họ, họ cũng cao cấp lắm á, cho nên họ không có thèm. Bất tịnh là như thế nào? Cái chỗ đó nó gần chỗ con nít chạy giỡn nè, rồi nó gần những cái chỗ cấu uế nè đó, rồi nó có khi nó nằm ở chỗ thấp nè, rồi nó nằm ở gần những cái người mà gọi là hung dữ nè, rồi nằm gần cái bếp nè. Xin nói ví dụ muốn gì cúng ông táo xin thưa là không có phi nhân nào mà dám ở đó hết trơn, ông táo kế bên bàn bếp họ không dám ở. Sự căn cứ vào đâu thì cái này nằm trong chú giải pháp cú, nói về cái tích là cái gì tích mà cái con gọi là hai hai bà vợ mà bà này đầu độc bà kia chết rồi tái sanh làm con nai, rồi tái sanh làm con beo, rồi tái sanh làm con gà, tái sanh làm con mèo á. Cái tích đó đó thì khi ở trong đó thì có hướng dẫn cái phương pháp gọi là cúng dạ xoa, mà cúng làm sao cái nơi nào cho phù hợp. Quý vị mở, quý vị tìm lại ha, tôi chỉ nói tích chích một vài vấn đề thôi. Rồi còn cái chuyện đốt vàng mã thì xin thưa là tất cả các cái hạng phi nhân đều không sử dụng được, không bất kỳ một loài chúng sanh nào sử dụng được, trừ khi quý vị để nguyên đó
Để thì có khi con kiến nó vô nó làm tổ, rồi con gián nó vô làm tổ thì họa chăng còn có sử dụng được, còn ngoài ra không có sử dụng được. Tại vì chúng sanh ở địa ngục là chắc chắn không xài được rồi. Họ có cái gọi là có cái đời sống của họ. Họ sư nói vui hôm bữa. Sư cũng nói vài lần rồi. Đừng có đốt nhà xuống dưới. Tại vì người thân mình mà đi địa ngục họ không có ở trong nhà, ở trong chảo. Mà chảo thì không có cần đốt đốt nhà. Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên có chánh kiến. Khi mà sư ra ngoài Bắc mà sư có đề cập về vấn đề này nhẹ thôi là đã có một vài người đứng dậy. Tại vì sư không dám, sư không có qua đủ cả nắm nha, chỉ có một vài người thôi. Nói là để cho quý vị thấy là ở đời thì vẫn còn rất nhiều người chấp đó. Ngay cả theo Nam Tông nha, theo Nam Tông thì họ vẫn còn chấp những cái vấn đề đó nặng lắm. Cho nên là sư chỉ dùng một cái phương pháp trung dung là như thế này. Mình có hai cái sự thực hành, một á, là sự thực hành theo chánh pháp, hai là theo cái truyền thống. Thì truyền thống xưa giờ của người Việt thì có cái vụ là cúng cơm, cúng đồ ăn rồi đốt vàng mã. Thì thôi thì mình giữ gìn truyền thống thì mình chỉ làm cho nó gọi là làm cho có lễ thôi. Ví dụ như cúng thì cũng cúng tượng trưng, có đốt thì cũng đốt tượng trưng. Chứ còn mà mình tiêu tốn quá nhiều tiền bạc cho cái vụ đó thì không có nên. Đó, thì sư chỉ có thể khuyên một cái phương pháp gọi là trung dung như vậy. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về việc vấn đề này. Rồi, kính thưa quý vị, về cái đề tài mà về cái đề, đúng là cái vị này hỏi là câu số 2 á, hồi Hưng Phước cái đề tài này được nghe sư giảng nhiều rồi. Thật sự muốn vậy là sư cũng nhắc lại một lần nữa là đúng là Đức Hành Tuệ giảng cái đề tài này nó rất là nhiều rồi. Bản thân đây sư 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 từ ngày mà sư tham gia vấn đáp Đức Hành Tuệ cũng có những câu hỏi rất là nhiều Đức Hành Tuệ, và trước đó theo sư biết là trước đó cũng có rất là nhiều câu hỏi này rồi. Sư nghĩ á, là Đức Hành Tuệ á, giống như là phân tích thêm để cho quý vị hiểu hiểu thôi, có nghĩa là phân tích thêm rõ ràng thêm cho quý vị hiểu rõ 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 ra nữa thôi. Chứ thật sự là những cái câu hỏi này nếu mà quý vị chịu khó xem lại những cái câu hỏi cái kiểu như vậy nè, nó cái tần suất cái trả lời rất là nhiều, chắc phải cũng khoảng chứ đó chứ cũng khoảng 5-6 câu có đó. Thì vị sẽ hiểu được cái câu này này. Cho nên là cái phần trả lời này sẽ thấy đó là những cái câu trước 4-5 câu trước, bây giờ ví dụ câu câu này câu thứ 6 đi, thì sẽ thấy là rất là đầy đủ rồi, rất là đầy đủ luôn. Cho nên là ngay cả bản thân sư sư muốn sư kiếm cái gì để sư nói thì mình cũng sư, cũng không thấy gì nói thêm, để khóa rất đầy đủ như vậy. Và cũng xin xin cũng xin lướt qua câu hỏi này.